Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay Chủ nhật 25 tháng 7 truyền tải đến quý vị nhiều tin tức đáng chú ý. Nhiều hoạt động chăm lo cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Huyện Long Điền xét nghiệm toàn dân xã Phước Hưng. Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường kiểm soát phòng chống lây nhiễm trong khu cách ly tập trung. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay mở đầu với những ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, thừa ủy quyền của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ, đã đại diện lãnh đạo thị xã Phú Mỹ đến trao quà cho người đang cách ly tại khu cách ly trường cao đẳng quốc tế Fabis, phường Phú Mỹ. Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ đã trao 250 phần quà, mỗi phần quà gồm bánh, pate, xúc xích, cà phê cho người đang cách ly tại trường cao đẳng quốc tế Fabis. Đây là số quà do Bí thư Tỉnh ủy dẫn động tập đoàn Novaland tài trợ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ đã gửi lời thăm hỏi động viên của Bí thư Tỉnh ủy đến người dân trong khu cách ly, đề nghị người dân hợp tác với ngành y tế, lực lượng chức năng để làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thượng tá Trần Văn Cư cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy và lãnh đạo thị xã Phú Mỹ biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly, đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ thị xã Phú Mỹ đến các xã phường đã vận động các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hảo tâm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm kịp thời tặng cho người nghèo, lao động bị mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và các hộ dân trong vùng bị phong tỏa trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Từ ngày 7 đến ngày 23 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phú Mỹ đã tiếp nhận gần 30 tấn gạo, 4 tấn rau củ quả, 7 tạ chuối, 5 tạ thanh long, 5 tạ nhãn, 310 kg thịt heo, 270 kg cá khô, 2.230 quả trứng, 375 chai dầu ăn, 100 chai nước tương, 265 bình nước suối, 50 thùng sữa từ các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hảo tâm. Số lương thực, nhu yếu phẩm này đã được chuyển đến tay hộ nghèo, người bán vé số, lao động bị mất việc làm và các hộ dân trong khu vực bị phong tỏa. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ thị xã Phú Mỹ đến các xã phường còn tổ chức 5 gian hàng không đồng cấp phát lương thực, rau củ quả miễn phí cho hơn 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn, duy trì 6 bếp ăn phục vụ lực lượng làm việc tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn thị xã. Để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, khoanh vùng dịch tễ, đồng thời đưa ra giải pháp kiểm soát, chặn nguồn lây lan dịch ra cộng đồng, thị xã Phú Mỹ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng cho nhân dân 10 xã phường. Theo kế hoạch, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7, thị xã Phú Mỹ tiến hành lấy 52.634 mẫu xét nghiệm. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn, việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện với hai hình thức: test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho nhóm nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Đối với nhóm nguy cơ thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 15. Thị xã Phú Mỹ cũng quy động gần 300 người làm công tác bảo vệ, giữ trật tự, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, lực lượng chủ chốt lấy mẫu xét nghiệm có 77 người, quy động từ Trung tâm Y tế thị xã, Trạm Y tế các xã phường, nhân viên y tế trường học và thêm nguồn lực nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Với năng lực lấy mẫu test nhanh đạt 100 đến 200 mẫu một ngày một cán bộ và 250 người một ngày một cán bộ cho mẫu gộp RT-PCR. Dự kiến đến ngày 26 tháng 7, thị xã Phú Mỹ sẽ hoàn thành toàn bộ công tác xét nghiệm cho toàn địa bàn. Căng mình chống dịch, lực lượng y tế hiện nay đang chịu sức ép lớn nhất vì đây là mắt xích đầu tiên rà soát sàng lọc nhận diện nguy cơ, cũng là mắt xích chính yếu điều trị cứu chữa bệnh nhân COVID. Không chỉ chịu áp lực vì nguy cơ bị lây nhiễm cao, lực lượng y tế còn đang phải làm việc với cường độ ngày càng cao bởi số ca mắc và nghi nhiễm COVID mỗi ngày một tăng. Để có thêm nguồn lực y tế cho công tác phòng chống dịch, đầu tháng 7 năm 2021, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra lời kêu gọi hệ thống y dược tư nhân trên địa bàn cùng chung sức chống dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về tinh thần chung sức và cuộc chiến chống dịch của hệ thống y tế tư nhân tại thị xã Phú Mỹ.
Thưa quý vị, tại thị xã Phú Mỹ thực hiện lấy mẫu toàn dân, và bên cạnh lực lượng y tế của chính quyền địa phương thì thị xã Phú Mỹ cũng đã huy động thêm nguồn nhân lực của y tế tư nhân. Và để hoàn thành mục tiêu này trong vòng 3 ngày thì cũng đã có sự tham gia của khoảng 20 nhân viên y tế của 7 phòng khám tư nhân trên địa bàn. Không đợi đến khi có lời kêu gọi của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về chung sức vào cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngay từ thời điểm Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng cuối tháng 6 năm 2021, được sự khuyến khích của Ban Giám đốc Phòng khám Đa khoa ASEA Phú Mỹ, nhiều y, bác sĩ và nhân viên phòng khám đã làm đơn tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương. Gần một tháng qua, nhóm y bác sĩ của phòng khám đã làm việc theo sự điều động của địa phương và cứ có lệnh là lên đường. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, tôi cũng kêu gọi anh em nhân sự chúng tôi là làm cái đơn tình nguyện cùng với tôi, là trong tình trạng là trong tư thế sẵn sàng để lên đường hỗ trợ cho anh em chống dịch. Thì ở giai đoạn này chúng ta cũng không phân biệt là công hay tư, mà tôi nghĩ là tất cả anh em trong ngành y tế dù công hay tư cũng chung một cái suy nghĩ là cùng nhau mỗi người một tay để ngăn chặn cái đại dịch. Trong số thành viên trực chốt kiểm dịch xuyên suốt tại thị xã Phú Mỹ từ 28 tháng 6 đến nay, có những thành viên là nhân viên, y, bác sĩ, các phòng khám tư nhân tại Phú Mỹ. Không chỉ hỗ trợ nguồn nhân lực, các cơ sở y tế tư nhân cũng hỗ trợ cả phương tiện và trang thiết bị y tế như xe cứu thương để đưa các trường hợp mắc COVID, F1 đến nơi điều trị, cách ly tập trung. Xe cứu thương thì báo cáo là khi có nhiệm vụ là chúng tôi điều động là xe cứu thương đi làm nhiệm vụ, đặc biệt là đối với lại địa bàn của thị xã. Khi có các đối tượng là F1 thì chúng tôi bất kể ngày và đêm, thì khi trung tâm yêu cầu chúng tôi cử xe để đi. Đặc biệt là đối với tỉnh, khi yêu cầu chúng tôi cũng tham gia để chở các cái lượng là các đối tượng F0, F1 từ các cơ sở địa phương về tới các cái bệnh viện điều trị COVID. Đại diện Phòng Y tế thị xã Phú Mỹ khẳng định sự hỗ trợ của các cơ sở y tế tư nhân góp phần rất lớn cùng địa phương phòng chống dịch, đặc biệt là trong những thời điểm địa phương phải khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID trên diện rộng. Đến nay, thị xã Phú Mỹ có 7 cơ sở y tế tư nhân tham gia hỗ trợ nhân lực, phương tiện cho cuộc chiến chống dịch. Và tinh thần chống dịch của những nhân viên, y bác sĩ, dù ở loại hình nào cũng đều chung tâm thế, sẵn sàng ở vị trí tuyến đầu xuyên suốt 24/24 vì sự an toàn sức khỏe cộng đồng. Tiếp theo là những thông tin cập nhật tại các địa phương khác. Thưa quý vị, với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với người dân khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn Lamel và công ty trách nhiệm hữu hạn May Thăng Long thành phố Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xuyên Mộc trao tặng 600 phần quà cho các điểm phong tỏa, cách ly tạm thời và người dân khó khăn trên địa bàn hai địa phương. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Lamel và công ty trách nhiệm hữu hạn May Thăng Long đã trao 600 phần quà cho hai địa phương, thành phố Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc, mỗi địa phương 300 phần quà gồm gạo, mì tôm, rau củ quả cho lực lượng tham gia trực chốt tại các điểm phong tỏa, cách ly tạm thời và các hộ gia đình khó khăn trên hai địa bàn. Tổng kinh phí hỗ trợ các phần quà gần 250 triệu đồng được trích từ quỹ an sinh xã hội của hai công ty. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai địa phương sẽ chuyển quà đến bà con trong khu phong tỏa và khu cách ly để cải thiện thêm chất dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, ứng dụng Bluezone, một trong những giải pháp của Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp cùng Bộ Y tế và Tập đoàn Viettel xây dựng và chính thức triển khai trên toàn quốc từ ngày 20 tháng 7 năm 2021. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nền tảng này được ứng dụng thí điểm trong xét nghiệm SARS-CoV-2 ở phường Thắng Nhì và phường 12 thành phố Vũng Tàu. Ứng dụng khá đơn giản, người dùng đã cài ứng dụng Bluezone khi đến xét nghiệm quét mã QR code và tự động được đọc thông tin và lưu vào hệ thống xét nghiệm. Nền tảng Bluezone giúp giảm tải 50% cho lực lượng y tế so với việc nhập dữ liệu xét nghiệm bằng phương pháp thủ công, đồng thời sàng lọc kỹ hơn nguy cơ lây nhiễm theo lịch trình di chuyển của bệnh nhân COVID-19.
Hơn 600 người dân phường 12 thành phố Vũng Tàu đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều và được các tình nguyện viên phân thành hai luồng, một luồng dành cho người sử dụng smartphone đã cài đặt và khai báo y tế qua phần mềm Bluezone, một luồng dành cho những người khai báo y tế theo phương pháp thủ công. Đã cài đặt ứng dụng Bluezone, chị Lê Ngọc Thanh Tâm nhanh chóng hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm bởi chỉ cần mở phần mềm Bluezone và quét mã QR code. Trong một giây, thông tin cơ bản của cá nhân được lưu vào hệ thống xét nghiệm và chị Tâm được lấy mẫu ngay sau đó. Cái việc mà mình đi xét nghiệm thông qua cài đặt app Bluezone như thế này thì em thấy nó rất là tiện lợi, nó rất là nhanh và nó thuận tiện trong cái việc mà chúng ta có thể quản lý được những cái ca bệnh F0 hoặc là F1, F2 để kịp thời để chúng ta bắt đầu điều trị. Trong khi ở luồng khai báo y tế trên giấy, mọi người mất khá nhiều thời gian để đợi tới lượt lấy mẫu xét nghiệm vì phải chờ đợi khai báo. Tại em không có cài Bluezone nên là giờ nãy giờ đứng chờ cũng lâu rồi ạ. Nên là cũng hơi bất tiện ạ. Ngoài việc đơn giản hóa quy trình thủ tục và đẩy nhanh thời gian khai báo thông tin, nền tảng quản lý xét nghiệm còn hỗ trợ nhân viên y tế nhập dữ liệu nhanh tại hiện trường khoảng 3 giây một mẫu, mà không phải nhập liệu khi mang mẫu về phòng xét nghiệm. Việc phân lô, ghép lô xét nghiệm cũng thuận tiện. Việc tìm kiếm và lọc dữ liệu tiến hành nhanh theo yêu cầu của các nhà quản lý. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng giúp người xét nghiệm nhận được kết quả xét nghiệm thông qua tin nhắn ngay trên điện thoại hoặc Zalo. Thì ngay cái đoạn xét nghiệm này các anh chị đã giảm được 50% rồi. Và chỉ một cú click chuột, một lần quét mã QR code. Trường hợp mà triển khai mẫu gộp 15 này thì các anh chị chỉ cần 15 giây là các anh chị đã hoàn toàn lưu đầy đủ thông tin rồi. Đấy, và cái thông tin này nếu như chúng tôi tìm thấy các cái đối tượng F0, F1 thì nó sẽ được gửi đến các cái cơ quan có liên quan rất nhanh. Qua cái phần mềm, qua cái ứng dụng và tổ chức thực hiện này thì chúng tôi nhận thấy là đây là một cái giải pháp hữu hiệu rất là tốt cho các cơ quan quản lý và cho chính người dân trong cái việc thực hiện nội dung này. Và đặc biệt là với nội dung này thì sự kết hợp giữa chính quyền địa phương, CDC và cơ quan lấy mẫu hoàn toàn là phù hợp. Chúng ta có thể trả kết quả cho người dân thông qua Zalo của điện thoại một cách rất là tiện lợi. Triển khai thử nghiệm nền tảng quản lý xét nghiệm, việc lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 600 người dân ở phường 12 thành phố Vũng Tàu đã diễn ra nhanh, kết thúc chỉ sau hơn 2 tiếng, thay vì với số lượng người lấy mẫu xét nghiệm như sáng nay phải mất gấp đôi thời gian, hơn 4 tiếng. Thêm vào đó, quy trình khai báo, nhập dữ liệu được rút gọn, giảm áp lực rất lớn cho lực lượng chức năng, cho người xét nghiệm và đảm bảo chặt chẽ hơn quy định phòng dịch. Trước khi thí điểm tại thành phố Vũng Tàu, nền tảng quản lý xét nghiệm đã được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại tỉnh Bình Dương, tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với chùa Giác Ngộ, huyện Đất Đỏ và các nhà hảo tâm tổ chức mô hình món quà yêu thương hỗ trợ lương thực thực phẩm giúp đỡ nhân dân huyện Châu Đức gặp khó khăn do dịch COVID-19. 250 phần quà trị giá 150 triệu đồng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp trao tặng đến bà con nhân dân huyện Châu Đức. Mỗi phần gồm 20 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt, bột nêm, trứng, mì tôm và khẩu trang. Những món quà yêu thương đã thể hiện tinh thần, tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh và các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, chung sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, chăm lo đời sống của các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Thưa quý vị, để giúp tầm soát dịch COVID-19 trên diện rộng, huyện Long Điền đã tiến hành lấy mẫu toàn dân tại các địa phương. Sau thị trấn Long Hải, công tác lấy mẫu tiếp tục được thực hiện tại xã Phước Hưng. Với 12 điểm lấy mẫu, lực lượng chức năng huyện Long Điền đã bố trí khoảng 40 bàn lấy mẫu. Trung bình mỗi điểm có từ 2 đến 4 bàn lấy mẫu. Người dân xã Phước Hưng đến đều phải thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Cùng với nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức mẫu gộp 15, thì lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu cho từng người dân được lấy mẫu. Riêng bản thân em thì em thích cái việc này từ lâu rồi. Nói chung là vậy. Tại vì mọi người đều đồng lòng như vậy thì nó nhanh hết dịch thôi. Chúng tôi được người dân nhà nước chăm lo mà kiểm soát như vậy là người dân rất là an toàn và yên tâm.
Theo kế hoạch, hơn 6.000 hộ với hơn 28.000 dân của xã Phước Hưng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7. Trước đó, để chuẩn bị cho công tác lấy mẫu tại xã Phước Hưng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của huyện Long Điền đã tổ chức họp bàn về quy trình tổ chức, phân công nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn xã Phước Hưng. Công tác tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Phước Hưng rất phức tạp, thì do đó thì huyện đã chỉ đạo ban chỉ đạo của phòng chống dịch bệnh của xã Phước Hưng tổ chức là cái xây dựng kế hoạch lấy mẫu trên toàn địa bàn của xã Phước Hưng với tổng số hộ là 6.000 hộ và số khẩu là 28.000. Thì trên cơ sở đó thì ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã Phước Hưng xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho là cái từng ban ngành đoàn thể để sắp xếp làm sao để đảm bảo cái lộ trình thời gian tiến hành lấy mẫu đảm bảo quy định và thực hiện cái đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch bệnh. Huyện Long Điền đang trong tuần cao điểm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diện rộng nhằm sớm truy vết, kiểm soát dịch bệnh khi số ca mắc COVID-19 ở một số khu vực trên địa bàn huyện liên tục được ghi nhận. Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho gần 33.000 người dân trên địa bàn thị trấn Long Hải, qua đó phát hiện hàng chục trường hợp mắc COVID-19. Trong ngày 24 tháng 7, Công an thành phố Bà Rịa và Công an các xã phường đã tổ chức tuần tra 37 lượt, kiểm tra 910 trường hợp về việc chấp hành các quy định theo chỉ thị số 16, nhắc nhở 161 trường hợp, lập biên bản 43 trường hợp vi phạm, trong đó có 39 trường hợp ra khỏi nhà khi không cần thiết, 4 trường hợp nhân viên giao hàng không đủ điều kiện theo quy định. Tổng số tiền phạt là 87.700.000 đồng. Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ thị 16 trên địa bàn, Công an thành phố Bà Rịa đã thành lập 9 tổ tuần tra kiểm tra liên ngành nhằm kiểm soát việc chấp hành quyết định giãn cách xã hội, phòng ngừa COVID-19 gồm 45 thành viên. Mỗi tổ tuần tra có 4 đến 6 thành viên, gồm lực lượng công an, quân sự, cảnh sát giao thông và đội trật tự đô thị, luân phiên 5 ca một ngày. Tính từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, lực lượng công an trên địa bàn thành phố đã tổ chức 425 lượt tuần tra, kiểm tra 6.900 trường hợp, nhắc nhở 1.535 trường hợp, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 379 trường hợp với số tiền 755.650.000 đồng. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ, quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1931 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Huyện Côn Đảo đang triển khai chi hỗ trợ cho người dân nằm trong diện thụ hưởng chính sách, bảo đảm nguyên tắc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Những hình ảnh này được phóng viên chúng tôi ghi nhận vào ngày 24 tháng 7. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng với tinh thần chủ động, khẩn trương kịp thời, cán bộ Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo vẫn phối hợp với các khu dân cư đến từng nhà người dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện để chi trợ cấp, hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Chính phủ giúp người dân dời bớt phần nào áp lực do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chị Lê Thị Sĩ là một trong những lao động tự do, không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm đã hơn 2 tháng nay. Vì thế, khi nhận tiền hỗ trợ, chị Sĩ rất vui mừng, xúc động. Chị cũng mừng cho bà con để thất nghiệp, để đỡ phần nào cho gia đình. Ảnh hưởng thì ở đâu cũng ảnh hưởng, chứ không phải là riêng Côn Đảo mình. Nên giờ chị cũng mong nhà nước nó hỗ trợ vậy, chị cũng mừng cho bà con thôi. Huyện Côn Đảo đang tiến hành trợ cấp cho người lao động không có giao kết hợp đồng, cư trú hợp pháp trên địa bàn huyện bị mất việc làm, không có việc làm do tác động của dịch COVID-19, theo nghị quyết 68 của Chính phủ, với mức hỗ trợ 2.500.000 đồng một người. Trong đó, tháng đầu tiên là 1.500.000 đồng, tháng tiếp theo hỗ trợ thêm 1 triệu đồng, và không quá 3 tháng. Tổng số đối tượng được hỗ trợ tính đến thời điểm này là 413 người, với kinh phí trên 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Ngoài ra, huyện Côn Đảo cũng chi hỗ trợ cho 69 người bán vé số lẻ, 52 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, 17 người đi cách ly tập trung với số tiền gần 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Thì qua cái kết quả triển khai thực hiện đó thì cũng sẽ phần nào hỗ trợ giúp cho người dân vượt qua khó khăn. Tuy mặc dù thì về vật chất là cái số tiền nó không lớn lắm, nhưng trong thời điểm này người dân rất là cần. Và sẽ động viên khích
khích lệ tinh thần họ để cùng chung tay với lại chính quyền địa phương thực hiện công tác tốt phòng chống dịch. Sau khi thời gian giãn cách xã hội ổn định thì mọi người chung tay xây dựng để phát triển kinh tế của địa phương thì từng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Công Đảo phấn đấu đến cuối tháng 7 sẽ cơ bản hoàn thành việc chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của chính phủ, trên tinh thần rà soát đến đâu thì hỗ trợ đến đó, đảm bảo kịp thời, công bằng, tránh sai sót. Chương trình Hòa nhập phát triển tiếp tục với thông tin về chủ trương chính sách mới liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 9098 về tăng cường kiểm soát phòng chống lây nhiễm trong khu cách ly tập trung. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trưởng ban điều hành các khu cách ly tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19, thực hiện cách ly đối với trẻ em dưới 15 tuổi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trưởng ban điều hành khu cách ly tập trung rà soát, bảo đảm quy trình tiếp nhận người cách ly, các điều kiện an nghỉ, quán triệt đến từng người cách ly, nghiêm túc chấp hành, tuân thủ các quy định phòng chống dịch để tránh xảy ra lây nhiễm chéo, nghiên cứu bổ sung nhà vệ sinh lưu động tại các khu cách ly tập trung. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trưởng ban điều hành khu cách ly tập trung phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống giám sát camera trong khu cách ly, rà soát thống kê tất cả các trường hợp xét nghiệm RT-PCR trong khu cách ly có kết quả dương tính, tính toán tỷ lệ các ca từ F1 lên F0 để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Ngành ngân hàng bảo đảm ổn định hoạt động trong mọi tình huống là một trong những nội dung trong công văn số 1563 được ông Nguyễn Lợi, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ký gửi các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm duy trì an toàn hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị giám đốc các tổ chức tín dụng xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án ứng phó phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị trong trường hợp chi nhánh phòng giao dịch có cán bộ lây nhiễm hoặc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và đơn vị bị cách ly phong tỏa, hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm và đảm bảo ổn định an toàn hoạt động ngân hàng trong mọi tình huống, không thể xảy ra tình trạng gián đoạn, đặc biệt là hoạt động thu chi tiền mặt và thanh toán. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tích cực triển khai chương trình cho vay hỗ trợ người lao động để trả lương gần kiệt và khôi phục sản xuất theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai quyết liệt các chính sách, biện pháp cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay, giảm phí các dịch vụ thanh toán và tiền tệ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phần cuối chương trình Hòa nhập phát triển như thường lệ là thông tin cập nhật diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 7 đến 6 giờ ngày 25 tháng 7, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 192 ca mắc mới, gồm 191 ca trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Trong số 192 ca COVID-19 ghi nhận sáng nay, thành phố Bà Rịa ghi nhận 9 ca, gồm 8 ca trong khu vực cách ly tập trung, 1 ca ngoài cộng đồng tại phường Long Hương. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 5 ca liên quan đến ca bệnh là nhân viên ngân hàng tại phường Phước Hưng. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 6 ca, gồm 3 ca trong khu vực cách ly tập trung, 3 ca ghi nhận tại chốt kiểm dịch Phú Mỹ là 2 người về từ Biên Hòa, Đồng Nai và 1 người về từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Huyện Long Điền ghi nhận 100 ca tại khu vực phong tỏa thị trấn Long Hải. Thành phố Vũng Tàu ghi nhận 9 ca trong khu vực cách ly tập trung. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 63 ca tại khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa. Như vậy, tổng số ca tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 758 ca. Chương trình Hòa nhập phát triển đến đây là khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.